mâm bánh chuối với bánh đúc của chị Hương này cả nhà. Chị thì hay bán ở hai chợ là chợ Sấm Chiếu quận Tư và chợ bên đó chợ Thiết hả chị? À, chợ Hàng Dệt. Chợ Hàng Dệt cũng là quận Tư luôn. Hôm nay thì có hai món nhưng mà chị nói chủ nhật thì chị có tới 4 món bánh luôn á. Bánh này chị làm hết luôn hả chị hả? Dạ. Bánh này làm cũng cực lắm, à làm cả đêm mà đến sáng ra đi ra chợ bán á. À, Thảo quay mấy cái bánh dân gian là Thảo biết chị làm rất là cực á. Chị Hương bán cái này lâu chưa chị? Ồ, bán mười mấy năm. Chị có bán hai chợ này thôi hả chị hả? Dạ, một ngày chị bán một chợ. À. Dạ. Dạ. Dạ, em biết rồi chị. Chị có bán bánh lọt nữa kìa. Cái ăn ngon lắm luôn á. Bán ngon hai thứ, bánh lọt bánh đúc. Dạ. Cái đó cái mâm bánh lọt này chị. Cái đó ăn trời mùa nắng này ăn là ngon cực kỳ luôn. Dạ. Cái đó em ăn nhiều chỗ chứ không phải là chưa ăn chỗ nhà mình thôi. Dạ. Chủ nhật là chị bán bên chợ Hàng Dệt đó hả? Chủ nhật thứ năm chị bán bển. Dạ. Thứ tư là chị bán chợ Sấm Chiếu quận Tư. Dạ 10. Có 10.000 một bịch thôi. Hương mới ra luôn á, hôm nay ra hơi trễ, 8 giờ mới ra, thường thường thì 7 giờ mấy là có ra rồi. Nè bánh lọt nè cả nhà. Mâm bánh ngọt với chè của chị Hương đó cả nhà. Chị làm bán cho nên ra hơi trễ. Bánh đúc, bánh chuối. Hôm nay có bánh đúc, bánh chuối, bánh bèo và bánh bò. Bánh bèo ngọt và bánh bò. Có khách mở hàng cho chị. Bánh đúc này ăn với nước cốt dừa hả chị? Có nước đường không? Đúng rồi, bánh đúc này là phải có nước đường chứ. Bánh đúc này bánh đúc lá dứa chị ha. Đúng rồi, lá dứa em. Nhìn là chị biết à, lá dứa chị xay lá dứa này. Đúng rồi, lá dứa thiệt luôn á. Dạ đúng rồi, em nhìn là em biết rồi, tại em cũng vay bánh nhiều lắm. À. À, có bịch đường kìa, chứ có bịch đường là đâu có ăn bánh đúc được. 10.000 bịch hả chị hả? 10.000
Dạ, chị bán cũng rẻ, cũng giống ở quê thôi, 10.000 bình. Chị Hương bán cái mâm bánh này được mấy năm rồi chị Hương? Chị bán cũng cỡ mười mấy năm rồi. Mười mấy năm rồi đó hả? Chị mười mấy tuổi là chị bán mười mấy năm á. Dạ. Bên đó chị, bên mua rau bên đó, đang mua rau bên đó. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Cái trắng này là sương sa hạt lựu này. À, còn cái này là bánh lọt hạt lựu này, cái này ăn rất là ngon luôn. À, chị bỏ nước dừa sẵn rồi, mình chỉ việc đổ vô ăn thôi à. Để tủ lạnh ăn mát mát là cực kỳ ngon luôn. Dạ. Còn bên này đây. À, quầy bánh chị Hương thì còn có bánh chuối này cả nhà. Chị ơi, đây là cái bánh đúc này là mình làm bánh đúc lá dứa thôi chứ mình không có làm gân gì ha. Dạ. Chị hấp lên đúng không chị? Dạ, quầy lên bằng chín và mình đổ ra khuôn mình cắt thôi. Giống bánh lọt vậy? Cái này bánh lọt đó, à. Lỡ rồi chạy nó gần bánh lọt gì còn làm luôn hả? Chị làm luôn á. Ờ. Chứ đâu có lấy đâu, chỉ có lấy chè thôi. Dạ. Đó là bánh này chị làm hết luôn rồi nha. Đi đâu chị? Đi bán đó, em. À là có nghĩa là chị bán với con chị bán nữa hả? Con chị đến chủ nhật nó đang nghỉ nó phụ chị nó bán từ vài chục bịch rồi chị cột sẵn cho nó. Dạ. Bên đây đi. Cho nên hả chị đi đi hội chợ. Bịch đen với bịch xanh hả? À hai chục. Về thiên đường đi chị nha. Thiên đường với tứ lại thôi. Đây là cái quầy bánh của chị Hương cả nhà. Chị Hương bán ở chợ này là gọi là chợ chợ hàng dệt trên đường Tôn Thất Thuyết, phường 3, quận 4, thành phố Hồ Chí Minh. Chị đây là chợ hàng dệt đúng không chị? Chợ hàng dệt, mọi người cứ tới hỏi chợ hàng dệt là có. Chị thì chị làm ở nhà cho nên chị ra giờ thất thường lắm, có khi 7 giờ, đôi khi bánh sớm thì 7 giờ mà có khi 7 rưỡi, hôm nay giống như là 8 giờ mới ra nè. Dạ mấy bịch? Một bịch bánh lọt đó chị. Cho thêm nước đường vô kìa. À mấy con đòi nước đường à. Bánh lọt mà. Bánh lọt mà đâu phải bánh đúc. Bánh lọt. Rối hết trơn à. Trộn chung như vậy luôn hả chị hả? Cái này thập cẩm đó, dạ. Thích ăn vậy. Ai thích ăn thập cẩm thì mua thập cẩm. Từ Tết giờ chị mới làm bánh bò đó. Chứ hổng dài lấy của nhỏ em bán đỡ đó. Dạ. Nên nó bán không bằng. Mấy cái này chị mới làm lại. Chị Hương á thì chị bán mỗi ngày, bán mỗi chợ á, cho nên kiếm chị cũng hơi bị khó đó. Cứ dạ, mỗi ngày thì mỗi chợ, giống như bộ hôm nào gặp chị Hương á thì lúc đó là bán bên chợ Sấm Chiếu, quận 4. Rồi chị nói chị còn bán chợ Bầu Sen, đường Nguyễn Trãi nữa. Rồi chị bán cái lâu lâu chị ghé cái chợ bên chỗ chùa Giác Nguyên bên quận 4 nữa, cái chợ nhỏ nhỏ trong bên đó. Rồi chị còn ghé chợ gì nè chị nhỉ? Chị ghé chợ Nguyễn Cành Chân. À, chợ Nguyễn Cành Chân nữa, đủ thứ chợ luôn. Trời như nó muốn mưa nữa.
sáng làm một rổ rồi. Đây là cái chợ hàng dệt đó mọi người, chợ hàng dệt trên đường đây gần ngã ba Nguyễn Khoái với Tôn Thất Thuyết, phường 3 quận 4 thành phố Hồ Chí Minh. Hai bịch thì đợi xíu lấy thêm. Chị ơi, một bịch về 10 ngàn à chị? Dạ, bịch 10 ngàn, chai cũng 10 ngàn à, sương xa, sương sáo hoặc lưu gì cũng 10 ngàn hết. Cái đó thập cẩm, thứ 10 miếng. Bánh này thì... bánh này thì mình ăn kèm với nước cốt dừa, có thêm nước đường nữa. Dạ, hơi bị lông cong thiếu. Chè đậu. Chè đậu chị, chè đậu riêng á, mười luôn á chị. Cái bịch nào? Bịch này á. Xanh không hả? Hai bịch đi. Toàn chị làm hết không á chị ha? Ừ, chị làm hết á. Dạ, làm ăn mới ngon chứ chị lấy của người ta thì không có ngon đâu. Đậu đen đây. Đậu đen là em có nấu, nhưng mà bữa nay em có nấu cũng được. Đậu đen nó ngọt á. Đậu đen ngọt với hai người. Em mở cái đá đi. Đập đá vô anh. Vậy á hả? Dạ. Bịch này hả? Sáng là phải thêm đường nha. Thêm sáu thì nó hơi lạc á. Đây thì có xương sáo này, xương sáo hạt lựu này, rồi có thêm bánh lọt, chè. Dạ. Tại thấy cái mâm bánh đẹp quá, chia sẻ ai ăn thì biết, cái đâu người địa phương mới biết chứ. Dạ, chứ còn người lạ thì không có biết, thì mình có thể coi video của Thảo rồi mình ghé ăn. Cái này là hạt lựu không nè. Dạ. Tùy theo bữa chờ gì ha. Khách ủng hộ sớm thì về sớm. Cái này là cái bịch cái bánh lộn chị nãy nó bị đổ ra. Dạ, nói chung là nhìn là biết là mình làm rồi đó, mình làm thì nó lộn xộn cái này dính cái kia. Còn mà nếu mà chị lấy thì người ta đã vô bịch sàn hết rồi thì đâu có cơ hội mà nó dính ra ngoài như vậy. Dạ. Thấy bánh đúc, bánh lọt nó dính tùm lum với nhau kìa. Hạt lựu nó cùng rơi ra ngoài nè. Dạ. À, được rồi, được rồi.
biết luôn, có coi YouTube mới biết. Nè bánh đúc mà nó dính dính bánh lọt vô đây nè, là làm chung á. Dạ dạ bột giống nhau chị coi chị. Dạ đúng rồi. Em biết mà. Dạ. Chị quay nồi to giống vậy không? Quay nửa nồi thôi chứ quay là đuối luôn á. Dạ, ông xà quầy hả? Dạ. Dạ dạ. Đó ngon cực kỳ luôn á. Có được bịch hả chị? Bịch duy nhất hả? Dạ, có bịch duy nhất à, bịch để riêng duy nhất à. Trời nắng này là bán bánh lọt với sương sa rồi là ngon nhất. Ăn chưa chị, ăn chưa? Ăn mới luôn. Mới luôn hả? Khách đông á. Mua đi, nó không dính vô đâu. Mua đi, nó không có dính vô đâu. Lấy lừa lừa đi. Lừa nha, để quay vô hả? Ủa sao cái giọng anh này nghe quen vậy? Anh là YouTuber nào đây? Nghe rất là quen. Chị có coi hả? Mười ngàn bịch đó cô. Bỏ bịch vô, lấy bịch bỏ vô. Chưa, cô chưa có lấy. Dạ, cô lấy đi, cô lấy loại nào cô bỏ vô đi. Dạ. Trả tiền rồi mà không lấy đồ. Thêm bịch nữa, thêm bịch nữa. Dạ. Dạ đúng rồi. Ngon lắm á. Có tiền chưa? Có rồi. Dạ thôi rồi. Dạ có 2 ngày bán ở đây à, còn bán chợ khác. Dạ bán chạy. Ba bịch phải chạy, ba bịch giúp nhau hả? Rồi ủ hướng đi. Ủ hướng hả? Rồi vậy là bạn phải làm cái này bánh đúc không à? Cái nào mà khổ bán bánh tét nữa, quay lên bánh tét cho khổ. Bánh tét chắc tết đồ mấy gói à chị ha? Lấy cái bịch có mấy à? Ba bịch mà, con đưa 30 ngàn mà. À quên nhỏ con ơi. Cô đi trễ quá. Nên là cô kêu ra muốn nút mà. Đi trễ quá. Bữa nay chị làm bánh bò với
chị làm á cả nhà. Chị nếu mà đẹp với ngon là chị nói hôm nay rất là ngon, nhưng mà hôm nay bánh nó không có được như mọi khi. Dạ, làm mười mấy năm rồi mà cũng đôi khi còn sai sót vậy đó. Cái bánh này nó đôi khi mà ví dụ mình pha bột, pha thiếu nước, thiếu đồ là nó hỏng à. Cái này là dở cái nhìn đó. Cái đường không được đẹp nữa. Bánh đúc bánh lọt này làm rồi chị chia hai ra đúng không chị? Chia hai ra nhưng mà một cái thì đặt cái thì lọt. Dạ đúng rồi đó. Dạ. Dừa nhà ở dưới quê chị gửi lên á. Dạ. À chị là quê ở đâu? Bến Tre. Bến Tre, Bến Tre thì xứ dừa rồi. Dừa đó, bữa nay bà mới lên đó, bà mới gọi cho chị nãy đó. Dạ. Dừa ra ngoài mua dừa trên đây nó dừa dừa lông dừa vậy đó em, không có dừa là dừa quê chị. Bến Tre xứ dừa. Dạ. Lớn tuổi rồi đó, nó bị đảng trí của nó không có chịu xong không muốn. Thấy người xuống nổi không? Thưa cái chị phải tầm mè mặn chút xíu. Dạ. Trời ơi là dí thì anh cũng có nhiều. Chị Hương là bán bánh này là cái mâm bánh này là cứ bán chạy chờ, mỗi chờ mỗi ngày bán chờ vậy đó. Để người ta ăn người ta khỏi ngán nữa. Dạ. Chứ em không có bữa mấy bữa em ăn có nó hai bữa thôi, bữa nào cũng mềm hết á. Dạ, cắt phản hồi.